Song Hye-kyo, Song Yeom-ki là trường hợp đặc biệt của Deadpool, liệu có thế lực ngầm đằng sau? Đời tư của Song Hye-kyo luôn là điều được công chúng quan tâm. Nữ diễn viên đã trải qua hàng loạt mối tình với những tài tử đình đám và có cuộc hôn nhân với Song Yeom-ki. Tuy nhiên, chỉ bên nhau được 1,5 năm, song song couple đã đường ai nấy đi khi chưa có con chung. Deadpool từng há ra tiền khi khui được chuyện hẹn hò của những ngôi sao đình đám bậc nhất giới giải trí như Biren, Lee Seung-gi, Hyun Bin. Riêng với Song Hye-kyo lại được xem là trường hợp đặc biệt của tờ báo hung thần này. Năm 2017, Deadpool không khui chuyện hẹn hò của Song Hye-kyo và Song Yeom-ki vào ngày 1 tháng 1 đầu năm như truyền thống. Phải đến tận tháng 7 năm 2017, sau khi Song Hye-kyo, Song Yeom-ki chủ đích công khai hẹn hò với truyền thông và dư luận, Deadpool mới cho đăng bộ ảnh paparazzi họ đã chụp được cả hai hẹn hò từ lâu. Dư luận đặt câu hỏi chất vấn tại sao Deadpool có ảnh hẹn hò của bộ đôi hậu duệ mặt trời từ trước nhưng lại giấu kín? Tại sao họ không dám đăng tải ảnh hẹn hò của Song Hye-kyo như các sao Hàn khác? Liệu có phải vì Deadpool có mối quan hệ đặc biệt với Song Hye-kyo hay có thế lực nào điều khiển đằng sau? Đại diện của Deadpool sau đó lên tiếng cho biết từ lâu tờ báo đã biết Song Hye-kyo, Song Yeom-ki hẹn hò nghiêm túc và còn có ý định tiến tới hôn nhân. Dù biết thông tin và còn chụp được ảnh hẹn hò, tòa soạn vẫn quyết định không đưa tin vì cho rằng nếu chỉ là hẹn hò sẽ khác với việc cặp đôi nghiêm túc chuẩn bị lễ cưới. Deadpool biết Song Hye-kyo nghiêm túc với tình yêu này và tờ báo muốn tìm thêm bằng chứng về việc song song sẽ tiến đến hôn nhân, sau đó mới tung cả loạt ảnh. Tuy nhiên, mọi lời giải thích của Deadpool đều bị dư luận phản bác. Đông đảo công chúng và truyền thông Hàn Quốc cho rằng Deadpool giấu kín chuyện hẹn hò của Song Hye-kyo chỉ đơn giản vì tờ báo có mối quan hệ thân thiết với ngọc nữ màn ảnh Hàn. Việc Deadpool không tung ảnh hẹn hò của cả hai mà để tự lên tiếng công khai là động thái không công bằng với những ngôi sao khác từng lao đao vì bị khui. Sau khi ly hôn, Song Hye-kyo và Song Yeom-ki đều lấy lại thăng bằng và trở lại với màn ảnh vào năm 2021. Song Yeom-ki được khen ngợi có vai diễn mới mẻ ở Vincenzo, trong khi Song Hye-kyo bị chê một màu nhàm chán diễn đờ cứng ở Bây giờ chúng ta đang chia tay. Hậu ly hôn, cả hai đều chưa từng công khai người mới nhưng đều vướng phải vô số tin đồn tình ái. Song Yeom-ki bị đồn yêu bạn diễn John Yeo-bin trong Vincenzo và nữ thần ngành luật từng lên sóng KBS. Về phần Song Hye-kyo, cô cũng liên tục vướng nghi vấn hẹn hò các nam thần điển trai như Park Bo-gum, Jang Ki-yeon. Đáng chú ý, các trang tin xứ Trung lại rầm rộ tin đồn về chuyện cặp đôi chia tay vì kẻ thứ ba và Park Bo-gum bỗng bị đưa vào tầm ngắm. Song Yeom-ki hiện vẫn duy trì cuộc sống độc thân và tập trung cho sự nghiệp sau hôn nhân tan vỡ. Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao sáng giá của màn ảnh xứ Hàn. Theo tổng kết của truyền thông Hàn Quốc, năm 2021, Song Yeom-ki lọt top nghệ sĩ có cát-xê cao nhất Hàn Quốc, chỉ xếp sau Kim Soo-hyun. Mới đây nhất, netizen còn đào lại một đoạn phỏng vấn cũ của Song Hye-kyo cách đây 15 năm, trong đó cô đã chia sẻ kế hoạch kết hôn sinh con của mình. Nữ diễn viên cho biết, tôi nghĩ rằng mình sẽ chọn tình yêu và kết hôn, nhưng ở hiện tại tôi chọn công việc. Nếu sau này kết hôn, tôi phải có 3 đứa con hoặc ít nhất là 2. Thế nhưng đến hiện tại, Song Hye-kyo vẫn chưa có con như mong muốn của cô, và chuyện kế hoạch mang thai cũng bỗng bị nhắc lại. Bất chấp những lời đồn thổi của dân mạng, Song Hye-kyo vẫn chưa từng một lần xác nhận kế hoạch mang thai với Song Yeom-ki. Đến nay, nữ diễn viên đã 40 tuổi, dân tình càng mong cô sớm tìm được tình yêu mới và có con như dự định.